tàu chiến Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội quốc tế. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình duyệt binh hạm đội quốc tế sẽ mở màn ngày 10 tháng 10 tại căn cứ hải quân Jeju của Hàn Quốc và sẽ kéo dài tới hết ngày 14 tháng 10. Hàn Quốc lần đầu tổ chức lễ duyệt binh hạm đội quốc tế vào năm 1998, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân đội nước này. Đây là một sự kiện tiêu biểu của Hải quân Hàn Quốc, được tổ chức 10 năm một lần và năm nay là lần tổ chức thứ 3. Buổi duyệt binh trên biển sẽ diễn ra đúng ngày 11 tháng 10 trên hải phận phía nam đảo Jeju. Tham gia lễ duyệt binh lớn này có tổng cộng hơn 40 tàu và hơn 20 máy bay quân sự của 13 nước trên toàn thế giới. Trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ và đặc biệt có sự xuất hiện của một trong những tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớn nhất của Việt Nam. Đó là tàu 015 Trần Hưng Đạo, lớp Gepard 399 mà phía Nga đã bàn giao cho Việt Nam cuối năm ngoái. Trước đó, tàu 015 Trần Hưng Đạo đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 tháng 9. Tham gia sự kiện này, có nhiều quan chức lão thành trong quân đội Hàn Quốc, các binh sĩ ưu tú, sinh viên đang theo học các trường sĩ quan. Đây là những gương mặt đại diện cho quân đội Hàn Quốc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Buổi duyệt binh hạm đội trên biển dự kiến sẽ diễn ra trước sự theo dõi của đông đảo người dân Jeju và đoàn người diễu hành gồm hơn 500 người được tuyển chọn. Nhật Bản không cử tàu tham dự sự kiện này sau những tranh cãi liên quan tới hút Nhật Kỳ. Trung Quốc cũng không cử tàu tham gia. Mặc dù vậy, hai nước này vẫn cử đại diện tham dự hội nghị chuyên đề Hải quân Tây Thái Bình Dương có sự tham gia của đoàn đại biểu Hải quân 46 nước diễn ra vào ngày 12 tháng 10. Ngoài ra, người dân sẽ có tham gia một số sự kiện bên lề diễn ra tại căn cứ Hải quân Jeju từ ngày 12 tháng 10 cho tới ngày 14 tháng 10. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.